Hôm nay, ngày 11 tháng 11, cập nhật lãi suất tiết kiệm cao nhất của nhóm Bitfor. Tìm hiểu ngay mức lãi suất hấp dẫn từ Vietcombank, Viettinbank, Agribank, BIDV. Chi tiết cụ thể thế nào? Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi video này nhé! Lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 24 đến 36 tháng tại Viettinbank hiện ở mức 5% trên năm. Đây là mức lãi suất tiền gửi cao nhất trong nhóm Bitfor. Để chỉ 4 ngân hàng lớn nhất trên thị trường hiện nay gồm BIDV, Viettinbank, Vietcombank và Agribank. Cùng kỳ hạn này, tại BIDV là 4,9% trên năm, Agribank 4,8% trên năm và Vietcombank là 4,7% trên năm. Tuy nhiên, ở kỳ hạn 3 tháng, Agribank lại niêm yết lãi suất ở mức cao hơn so với 3 nhà băng còn lại. Hiện ngân hàng này niêm yết 2,7% trên năm cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 3 tháng, trong khi tại Vietinbank và BIDV vẫn niêm yết 2,3% trên năm, tại Vietcombank chỉ 1,9% trên năm. Lãi suất Vietcombank luôn được niêm yết thấp hơn so với 3 ngân hàng còn lại. Lãi suất ngân hàng tại Agribank, Vietinbank và BIDV không có sự chênh lệch, ngoại trừ kỳ hạn tiền gửi 24 đến 36 tháng. Phần tiếp theo của video sẽ mang đến những thông tin nổi bật về các mức lãi suất đặc biệt từ nhiều ngân hàng mà bạn không nên bỏ lỡ. Các bạn hãy cùng nhau xem tiếp video để biết đó là gì nhé! Lãi suất nhiều ngân hàng niêm yết ở mức cao lên đến 7 đến 9,5%. Tuy nhiên, để được nhận mức lãi suất này cần đáp ứng những điều kiện đặc biệt. BVcombank hiện dẫn đầu về lãi suất đặc biệt khi khách hàng gửi tiền tại quầy với 9,5% cho kỳ hạn 12 đến 13 tháng. Tuy nhiên, điều kiện để được trả mức lãi suất này là khách hàng phải có số dư tiền gửi tối thiểu 2.000 tỷ đồng. Tiếp theo là HDBank với lãi suất đặc biệt khá cao lên đến 8,1% trên năm cho kỳ hạn 13 tháng và 7,7% cho kỳ hạn 12 tháng. Điều kiện duy trì số dư tối thiểu 500 tỷ đồng. Ngân hàng này cũng áp dụng mức lãi suất 6% đối với kỳ hạn 18 tháng. MSB áp dụng lãi suất tiền gửi tại quầy lên tới 8% trên năm cho kỳ hạn 13 tháng và 7% cho kỳ hạn 12 tháng. Điều kiện áp dụng là sổ tiết kiệm mở mới hoặc sổ tiết kiệm mở từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, tự động gia hạn có kỳ hạn gửi 12 tháng, 13 tháng và số tiền gửi từ 500 tỷ đồng. Đông Á Banh có lãi suất tiền gửi kỳ hạn 13 tháng trở lên, lãi cuối kỳ với khoản tiền gửi 200 tỷ đồng trở lên, áp dụng mức lãi suất 7,5% trên năm. Nhà băng này cũng áp dụng lãi suất 6,1% đối với kỳ hạn 24 tháng. Bắc Á Banh áp dụng mức lãi suất 6,35% cho kỳ hạn 24 tháng, áp dụng với số tiền gửi trên 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, mức lãi suất trên 6% trên năm cũng đang được một số ngân hàng niêm yết cho các kỳ hạn tiền gửi dài nhưng không yêu cầu về số tiền gửi tối thiểu. Hiện Khetbai VPBank áp dụng lãi suất 6,1% cho kỳ hạn 12 tháng, Oceanbank áp dụng lãi suất 6,1% cho kỳ hạn 24 tháng, ABBank áp dụng lãi suất 6,3% cho kỳ hạn 24 tháng. BVBank và Khetbai VPBank cũng áp dụng lãi suất 6% kỳ hạn 24 tháng và 12 tháng. VRB và Đông Á Banh áp dụng mức lãi suất 6% cho kỳ hạn 24 tháng. Saigonbank áp dụng mức lãi suất 6% cho kỳ hạn 13, 18 và 24 tháng. Mức 6,1% cho kỳ hạn 36 tháng. Bạn đánh giá mức lãi suất trên như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính bất động sản nhé. Xem qua thông tin về lãi suất ngân hàng, chúng tôi đã sản xuất nhiều video liên quan. Nội dung chi tiết được đính kèm ở phần mô tả và cuối video này. Quý vị và các bạn hãy nhấn vào đường link để xem thêm nhé.